1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Anh em vừa nghe trên mic U900. Và đây là cái chế độ revert mà em cài đặt cho anh em đây. Bản mixer đây là cọc CMS1000. Hàng cao cấp và có lắp đầy đủ cho anh em nhá. Anh em lên echo cho anh em nghe cái tiếng echo delay của cái chiếc bàn này, nó rất hay anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Anh em nghe chất âm pha cả echo cả reverb cho anh em nghe nhá. 1 2 5 6 7 1 2 5 6. Em nghe nó đã. Đây là cái chất âm mà căn chỉnh qua cho anh em thôi anh em nhá. Căn chỉnh qua cho anh em về chiếc bàn mixer đây là cọc CMS1000 trước khi gửi cho anh em đây anh em nhé. Thì nó sẽ có hai đường effect độc lập cho anh em, effect 1 và effect 2. Một đường thì anh em có thể điều chỉnh đó là revert, một đường anh em thể chỉnh echo delay anh em nhé. Cái này thì nó rất là dễ thôi, rất thuận tiện cho anh em đi làm. Và đây là bản hàng cao cấp của Chila anh em nhé. Với những bản này thì nó sử dụng vỉ echo lớn, nó sử dụng chip ADSP21375. Đấy, bên em đã khui ruột cho anh em xem cái phần boy echo ấy, nó rất là to luôn anh em nhá, chip lớn. Chứ không phải những dòng trước kia đâu, nó chất âm nó sẽ kém hơn rất nhiều so với những bản đây là cọc như này. Đấy, hàng cao cấp mà anh em. Đấy, bên em là một trong đơn vị đầu tiên mà mở bung hết cả máy ra cho anh em xem luôn anh em nhá. Nhưng bán hàng rất là công khai nên anh em rất yên tâm tin tưởng thôi anh em nhá. Nguyên siêu. Bản này thì giá hiện tại là 8.500.000 đồng anh em nhá. 8.500.000, có nắp đầy đủ cho anh em. Và setup thì anh em cũng nhìn thấy đó là reverb đây, reverb và echo đây anh em nhé. Ngoài cái lớp siêu này, anh em về nhà anh em có thể thích anh em bóc ra anh em nhé. Đây nó sẽ hơi bong bóng, phản lại cho anh em reverb echo. Tắt đi bật lại thì mặc định sẽ như này, còn anh em có thể tinh chỉnh vào bên sâu bên trong anh em nhé. Tinh chỉnh vào này, FX1 hay là FX2. Anh em tinh chỉnh vào thì nó có những cái thông số delay rồi đầy đủ lao cắt cho anh em. Đấy, FX2 này đầy đủ anh em nhé. Nó rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Kể cả USB này, equalizer này. Equalizer anh em thể điều chỉnh cái equalizer này sang main hoặc sang mon 2 hoặc sang mon 1. Đấy, tùy theo cái sở thích của anh em thôi. Đấy, đấy, đầy đủ setup cho anh em. Rất là đơn giản với chiếc bàn này. Và với bàn đây là cọc này thì được rất nhiều anh em tin dùng anh em nhá. Like thì khá là nhiều đây cho anh em. Đấy, 10 like cho anh em hỗ trợ đây, 10 like để cho anh em chơi. Đấy, nhìn chưa? Có những like stealth. Đấy, và những like để cho anh em cắm like nhạc luôn vào anh em nhé. Like nhạc này, like nhạc này thì đặc điểm của nó là anh em thể chỉnh được gain anh em nhé. Nhiều con bàn mixer thì nó sẽ không chỉnh được gain đâu. Đấy, thì con này nó lại chỉnh được gain của cái âm lượng cho anh em tín hiệu đầu vào này, to nhỏ. Và anh em gióng thẳng xuống thì những cái like này sẽ có loud mid 2 cho anh em. Effect xuất được 2 AUX và xuất được 2 mon anh em nhé. 2 AUX này thì anh em xuất ra đánh dòng cốt, đánh súp riêng, full riêng, hoặc xuất ra mon này anh em đánh monitor hoặc súp được, tùy anh em. Có thể xuất ra trên từng line một mà có lao cắt cho cái line đó anh em nhé. Lao cắt từ 80Hz anh em nhé, lao cắt từ 80Hz. Anh em nào muốn lao cắt thì anh em thể ấn lao cắt vào để cắt từ 80Hz cho anh em chơi. Đấy, rất đơn giản thôi, pan cân bằng loa. Đấy, rất là dễ dàng, đơn giản. Còn con này thì EQ đây thì nó đang sang là master anh em nhé, nói là sang tổng này, nó điều chỉnh tổng. Và anh em muốn mà chỉnh sang equalizer này, anh em muốn sang mon này thì nó sẽ là sang mon. Đấy, nó sẽ chuyển sang mon 2 này, hoặc muốn sang mon 1 này, anh em nhấn vào ok nó sẽ sang mon 1 và mon 2 này. Đấy, xoay tiếp sang, nó sẽ sang mon 1 thì đèn nó sẽ sáng ở đâu thì nó sẽ điều chỉnh ở đó anh em nhé. Đấy, nó sẽ điều chỉnh ở đó. Ví dụ anh em mà muốn sang master thì anh em điều chỉnh tất cả này thì nó sẽ có tác dụng, trên equalizer này sẽ có tác dụng. Còn muốn sang mon 2 thì anh em chỉ có tăng mon 2 thì nó mới có tác dụng thôi anh em nhé. Anh em muốn chỉnh cái gì thì nó rất là dễ với con bàn này. Tinh chỉnh dễ, chất âm thì hay và giá thành thì đang là rất hợp lý cho anh em đi show. Đấy. Nhắc lại nhé, 8.500.000 đồng anh em nhé. Bản này là bản có lắp, lắp này thì anh em dễ dàng xách cho vào, anh em di chuyển hoặc là đậy để bảo vệ những cái nút, những cái phím bấm trên mặt này của bàn mixer thì rất là tốt anh em nhé. Đấy, ok, anh em có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ anh em nhá, chào anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau anh em nhá. Đi là cọc CMS1000 hàng cao cấp Chila và chạy chip ADSP21375, chip lớn anh em nhá, và boy cô rất là to luôn. Ok anh em.